cân sức. Chắn bóng tốt. Chưa đủ độ khó. Quá khó, phá dứt điểm bằng tay trái ở vị trí số 2 của Pat. 4-3. Pat có chiều cao 1m75. Phát bóng rất khó chịu và 5-3. Vẫn là pha ghi điểm của Pat từ quả giao bóng. Lỗi của Soteng, chủ công bên phía Singapore. Một pha phát bóng không quá khó nhưng sự phán đoán của Soteng là lần này thì hàng chắn của Philippines đã hoạt động hiệu quả và phòng ngự phía sau của Singapore đã không thể phản xạ để cứu bóng. Tình huống giật mình của Carlos. Tát vào sân và cho thấy khả năng của mình. Ghi điểm ngay lập tức. 20-13. Philippines có quá nhiều. Thôi là chiến thắng sẽ thuộc về. Bóng khẽ chạm lưới. Pat. Bóng chạm chắn bay ra ngoài. 21-11. Khuôn mặt rất hài lòng của huấn luyện viên trưởng bên phía Philippines. Ông Jorge de Brito. Va chạm vào